Nửa tạo hình của Cúc Tịnh Y trong phim mới, xinh nhưng nhạt nhòa kém xa Bạch Lộc. Tạo hình mới của Cúc Tịnh Y nhận được nhiều lời khen ngợi nhưng bị đánh giá không bằng Bạch Lộc. Cách đây không lâu, Cúc Tịnh Y đã chính thức gia nhập đoàn phim cổ trang mới. Lần này cô nàng sẽ hợp tác cùng Lưu Học Nghĩa ở Hoa Gian Hịnh. Tuy diễn xuất còn gây nhiều tranh cãi, song khán giả đã rất mong chờ vào tạo hình của Cúc Tịnh Y trong dự án phim này. Vừa khai mài cách đây chưa lâu, một số tạo hình của Cúc Tịnh Y trong vai nữ chính Dương Thái Vi ở Hoa Gian Lệnh đã được đăng tải. Không khó để nhận ra ở bộ phim này cô nàng đã tiết chế rất nhiều trong việc trang điểm và đeo phụ kiện. Tuy rất đơn giản, song Cúc Tịnh Y lại nhận được nhiều lời khen ngợi với vẻ đẹp ngọt ngào mong manh và cũng không kém phần dịu dàng. Trong các tạo hình được tiết lộ của Cúc Tịnh Y, khán giả chú ý đến kiểu tóc tết đuôi sam của cô nàng. Kiểu tóc này giúp tôn lên các đường nét trên gương mặt của nữ chính Hoa Gian Lệnh. Tuy nhiên có ý kiến cho rằng cũng là kiểu tóc tết nhưng trong Bạch Lộc thu hút hơn hẳn. Trước đó ở Trường Nguyệt Tận Minh, Bạch Lộc cũng xuất hiện với kiểu tóc tết đuôi sam. Đó là khi cô nàng nhập mộng vào Tang Tửu, công chúa trai tộc ở sông Mặc. Kiểu tóc và phụ kiện giúp nàng gà cưng vô trình trông vừa lém lỉnh đáng yêu, nhưng cũng rất cuốn hút. Có ý kiến cho rằng nguyên nhân khiến Cúc Tịnh Y không nổi bật bằng Bạch Lộc là tại lớp trang điểm quá nhạt nhòa. Ngoài ra tạo hình của nữ chính Hoa Gian Lệnh chỉ là ảnh nick nên không đẹp bằng đối thủ cũng là điều dễ hiểu. Muốn so sánh rõ nhất thì phải đợi phim lên sóng. Dù vậy, nhiều khán giả vẫn dành những lời khen ngợi cho Cúc Tịnh Y khi cuối cùng cô nàng cũng đã tiết chế lại việc trang điểm và lạm dụng phụ kiện. Dân tình hiện đang rất mong đợi vào những tạo hình sau của Cúc Tịnh Y.